If you ain't know, now you know, huh? Let me share some real quick. Follow me. Hi everyone, I'm going to react to Council Valdok That Maniac, and it was a request by Marijuana Weed, and here we go. Where's the sound? Okay. Anh sao vào được, còn tôi có thứ không ai có thể sao vào được. Anh đâu có cao và cô, không ngờ được. Cứ lên cao và cô, như thời gian ủi nát cho mình sang tuổi khác thì tôi duy nhất. Cứ chờ là được, chân phủ sẽ bất ngờ mà vượt. Đằng sau chắc thêm bao nhiêu đời mà buộc bàn bên kêu cháo với cái đùi gà lụt. Người ta cầm trên đôi tay đã buốt miếng ăn còn nóng hơn nhiều con số hay cả thuốc. Bạn ơi tôi xin được ngã trước khi tôi nói chơi nhạc của tao trên tên cả nước. Đó là rap vì tôi có thể gói, tâm tư trong đó vì tôi có thể nghe. Khi tôi không muốn che thì tôi có thể nói. Còn anh bực tức cho tôi không thể khoe tôi. Người ta chắc ta vì thời gian của ta cách xa. Sẽ đây hai giây lách qua thì mình cấm một giây nắm mà anh đang cố không thể sách ra. Ngôn từ đường phố sẽ là bách khoa. Phát bài sách loa nhạc sẽ được phát cấp cắt gắt như đừng gác lắm. Và cùng đón chào, cùng uống mừng với khách xa. Ta kêu tên nhau vì tách trà hay là thích phá phách phà. Tao nhớ năm ấy hưu có mắt bà về con điểm kém bị đánh rồi lách da. Tao sống trên chính nước mang niềm tin mẹ ơi con xe của cách mà. Mẹ hỏi tôi qua tại sao mình dám nói dối và hồng người đó chỉ nghe và còn chẳng lối ra chừng đầu đó rất đau và phải cắn gói ta và vậy là đánh nhau có thấy đâu thì không có với lấy nhau ông viết đến hết các chương để dùng mới có tới mấy câu người này câu sẽ lấy nhau rồi chọn nước mắt có giấy lâu trong trong vẫn cứ xoay từ mặt xoay đứa con đấy sau và ta lấy mai ra và đang viết để mai thu ta đem ta bán này xô để tao có cái nhà. Ngày đi trên đường cống quỳnh ngay chợ Thái Bình thân yêu yêu thương chỉ vì trong tâm hồn tao có cái mình nâng niu người ta bận biểu hay cần thiếu cam phận chịu cho nó chân yếu và tao vẫn liệu tờ ngân phiếu nơi cái trả bạc chịu cho năng khiếu thôi thì thà tao cứ phát ra nhạc đi xung quanh những người thắt cà vàng đi không nhanh nhưng công an bắt chặt vàng chỉ từ tay pha một đi chanh chua nhưng mà may ra vì đây trong ly cam vắt là hạt và nhạc mà tắt chắc là đàn để cảm thấy bầu không khí này rất là ngạt từ người lao công đến cái xác giao thông mang đèn báo bên kia đường sửa sang cửa hàng áo càng về sau nhà càng cao vắt thêm thang và dàn giáo để mà sáng tháng qua báo cáo sáng chỉ từ tháng 6 đến 6 tháng người ta bán báo không có báo bán bạn tao cũng phải đi bỏ bao hàng kịp dịp lại để cho đất nước một ngày rập bóng cờ đỏ sao vàng tao có bạn người da màu người da vàng da trắng song sinh trao giờ cho tri thức thông minh khi thời đại ngày càng rút ngắn thông tin như những lời uống nắng trong kinh khi mà ra ngoài đời vẫn bắn thông tin nè. This didn't feel like a music video to me. It felt like a home video, like someone was just filming them, like doing stuff. The rapping, when he was rapping, like since the beginning, I was like I was thinking that the rapping was just like okay to me, until toward the end there was some kind of fast rapping going on, but I didn't catch it soon enough to appreciate it, so I'm gonna have to go back and like listen to that again.
The music itself I liked, because Adrian was just like swaying to it, like the melody that he was rapping to. I like that. Thank you guys for watching, and I'll see you next time. Bye.